trong lòng chúng ta có nhiều câu hỏi không giải đáp được thì lúc đó nên làm thơ. Bởi vì thi trung hữu nhạc, trong thơ có nhạc, và nghe nhạc là một phương pháp hiệu quả giúp cho những cảm xúc trong nội tâm được quân bình. Dĩ nhiên phải là loại nhạc hợp với gu của mình. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Giấc mơ một đời, sáng tác lời Hữu Ý Minh Trang, nhạc Tùng Ngân, trong giai điệu nồng nàn của tango và gia diết của rumba sau đây. Chiều nay từng đàn hai ô đan cánh nhau, tiếng người xưa qua cầu trồng ao mới cô dâu, trời cũng rưng rưng sầu. Nhìn từng bước đi theo chồng mênh mông tà áo cưới, mênh bông làn tóc mây. Em ơi, dù tình ai uống mà anh say, ôi men cay cay nồng. Em ơi có hay, đêm nay bên chồng em còn nhớ gì không? Bài tình ca đó có làm em đau lòng. Em ơi có hay, từng chiều anh vẫn đứng đây nơi bến cảng này, nhìn về chân trời xa xăm, nghe nhớ thương, nghe xót xa dâng ngập cõi lòng. Bây giờ người đó ta đây, trái tim hao gầy từng sắp sang đông, áo xưa còn hơi ấm mà hương lòng đã kết thành tang bông. Em ơi có hay, chiều nay nhìn ra ai đi đi ngoài phố mà anh nghe xót thương, thương cho giấc mơ, giấc mơ. Em còn nhớ gì không? Bài tình ca đó có làm em đau lòng. Em ơi có hay, từng chiều anh vẫn đứng đây nơi bến cảng này, nhìn về chân trời xa xăm, nghe nhớ thương, nghe xót xa dâng ngập cõi lòng. Bây giờ người đó ta đây, trái tim hao gầy từng đêm sóng thưa, ánh trăng gió thu sẽ thắt tiếng mưa trong. Sắp sang đông, áo xưa còn hơi ấm mà hương lòng đã kết thành tang bông. Em ơi có hay, chỉ
chiều nay nhìn dáng ai đi. Đi ngoài phố mà anh nghe xót thương, thương cho giấc mơ, giấc mơ.